Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình tiếp tục mua một cái máy của Toshiba tủ lạnh Inverter nhé, về để làm clip phục vụ các bạn học online. Đây model đây. Thì đây là một con tủ Toshiba Inverter. Đây là bạn thấy không? 194 lít nhé. Công suất là 80W. Các bạn thấy không? Bên đây là bên trong ngăn của nó này. Đây. Đây là ngăn ngăn đông. Đây. Còn đây, đây là ngăn mát của nó. Đấy. Đây là núm chỉnh nhiệt độ bên dưới này. Khi mình mua thì nó đi kèm theo một số phụ kiện đi kèm, các bạn thấy không? Bên dưới này có một quyển sách hướng dẫn sử dụng này. Toshiba. Dòng Toshiba để mình dùng thấy là tương đối ổn. Cái này là sản xuất xuất xứ Thái Lan nhé. Đấy, và năm sản xuất là năm mới nhất 2019. Thì các cái model này thì khoảng độ một vài năm nữa thôi thì nó sẽ hỏng rất là nhiều. Bây giờ thì nó chưa gì đâu, nhưng khoảng một vài năm nữa nhé. Đấy. Con này của nó là có sơ đồ sau này. Đây là sơ đồ đấu dây nó nhé các bạn nhé. Bảng điện của nó thì nằm ở đây, ở ngay gần dưới bảng điện. Bảng điện nằm gần dưới nhé. Đấy, đây là block của nó này.